Hôm nay mình cũng có một cái câu chuyện về giờ làm giường khá dài để nói. Thôi, trước nhất mình sẽ nói về cái chậu này ha. Cái chậu này thì có một cháu hỏi là update cái chậu này đi. Tại vì hôm trước mình có nói là mình trồng cái cải xanh đó. Cái đó là một cách rất là tình cờ, cái cây broccoli. Khi nhà ở nhà cắt rồi á, thì mình sẽ chôn, mình chôn xuống những cái chậu như vậy nè. Khi mình thấy nó mọc thì mình từ đó về sau thì ở nhà bỏ cái đó ra thì mình sẽ chôn xuống đất cho nó mọc. Mấy lúc trước á, thì mình không có nói nữa bởi vì có quá nhiều chuyện khác để nói đó, cho nên cái chậu đó mình không có nói nữa. Thì cái bông của cái cây broccoli đó đó nó ra bông. Để coi coi nó ra bông, cây đó nó ra bông sao ha. Bên đây có nè, đó. Cái chậu đó là hình như mình làm trước nhất, xong rồi mình mới làm cái chậu kế nữa nè, đó. Đại khái là mình cũng trồng những cái thứ mà ở trong nhà bếp mình có sẵn đó. Mình nấu ăn xong rồi cái mình dọn ra đây rồi mình cắm vô chơi đó. Thì ở trong này là có củ hành nè, có broccoli nè, cải xanh nè. Đây. Rồi cải salad, rồi tùm lum mọc lên một mình. Đây có con ấy nè, con salad nè. Con này ghê lắm, con này kêu bằng hại dữ lắm nè. Bác con này bỏ vô cái thùng, bỏ thùng rác ha, để qua bên. Đó. Cái này ha, xong cái broccoli á bị gì á, lúc mà người ta hái bán cho mình á thì nó đã là già rồi. Cho nên mình trồng á không có thu hoạch gì được nhiều nữa đâu, mà mình biết là nó mọc rễ ra, nó mọc lá ra nè, lá dài ra luôn. Rồi nó mọc bông nè, bông của nó cũng đẹp quá ha. Đó. Cái bông nó rung lên trong gió. Đó, là cái bông của nó là vậy đó. Thì mình nghĩ là nếu mà ai muốn trồng cái này thì có thể là làm như vậy. Rồi cái bông á, nó sẽ thành nó thành hạt, rồi nó rớt xuống làm cái hộp giống trong đất. Rồi trong vườn của mình tiếp tục sẽ có những cây vậy. Khi sau khi mình làm vườn một thời gian đó, vài năm, thì vườn nhà mình nó đủ thứ hết trơn à. Rau cải gì nó mọc tùm lum hết à. Chuyện nó thì nghe khó tin nhưng mà nó có như vậy đó. Nó tùm lum hết rồi. Hột nè, bây giờ nè, coi nè, trên bãi cỏ này ta là toàn là cần không, cần tàu không á. Cái này là cỏ dại thì mình bứng lên, nhưng mà cần tàu hộ mình cũng bứng lên. Rồi mình đem đi trồng vô chậu thì không được. Mình không có biết cách làm á. Với lại nó cũng nhiều quá rồi đó nè. Nhiều, thiệt là nhiều. Xong cái hồi mình cắt cỏ mình cũng cắt đi luôn, qua một bên luôn. Nó là cái cần tàu mà khi mà nó có nhiều hộp, nó rớt xuống một mùa gió thổi đầy sân luôn á. Không có gì đâu, không có gì phải lấy đâu. Phải mà chăm chút từ lúc đầu á, một cây giống đầu tiên á, cây giống đó là quan trọng nhất. Rồi sau thì nó có hộp á thì nó mọc đầy luôn à. Yeah, mọc như cỏ luôn rồi đó. Thì cái cháu nhỏ này muốn biết thì nó là như vậy nè. Đó, mình trồng nhiều. Thứ nhất á, là mình nhìn thấy nó cũng đẹp đẹp á. Ok. Chứ có thể là lấy để làm hạt giống ha. Đó, vậy nè. Xong á, mình trồng cũng nhiều lắm. Từ đó về sau là hễ mà ở nhà có broccoli á, là mình dục xuống hết trơn à, giống vậy nè. Mấy cái cùi ở đâu hết rồi. Dạ, yeah, đây nè. Vậy nè, đó. Nó không có chết đâu, nó mọc á. Nè, cái thân nó cứng á. Thân nó cứng á, anh tiếp tục mọc à. Nhưng mà nó cũng chịu ánh nắng nha, có nắng đi. Chứ trong này mát thì nó không mấy gì tốt. Đó, mình trồng tùm lum nè. Rồi á, sẵn đây cũng nói cái này. Cái thùng bên đây á, thì bây giờ á, cái bông á, nó cũng tàn. Thì mình nghĩ á, là nó đã rớt rụng mấy cái hộp giống rồi đó. Thì sau này khi mà trong vườn của mình mà có broccoli mọc lên đó, thì mình cũng biết là có thể là nó từ những cái hạt này đó. Rồi cái là cây củ hành. Những cái củ hành của mình cũng lớn quá nè. Mình kể cho nó mọc luôn ha. Cho mọc thiệt là cao, có nó ra bông luôn ha. Lấy giống chơi, lấy giống của củ hành chơi. Bông củ hành đẹp dữ lắm. Nó là một cái cây, một cái bông tròn quay. Rồi ở trong là có vô số hạt luôn, hạt giống á. Rồi hồi ngày hôm qua, mấy bữa trước chứ, mấy bữa trước, tại vì mình thấy là cái thùng thường thường mình hay bỏ đồ trong nhà bếp đó, mình làm compost á,
rồi cái cây á nó nhiều quá nè, nó ăn cái phân đó, cái xong cái nó sụp xuống cả phân nữa vậy này, sụp xuống đây, sụp xuống 2/3 đó, thành ra cháu nhỏ đó không có hỏi đúng lúc, cho nên á khi mà nó sụp á thì mình đã lấy nguyên một cái đất mà mình ủ á, thì trong đó gồm có những cây chuối, thân chuối bị mục ra nè, rồi rác nhà bếp nè, vỏ xoài vỏ gì mình dục vô đây cho nó đầy trở lại cái thùng, bởi vì cái thùng của mình nó lúc đó mình rờ nó đó, mình nhắc nó lên nó thì mình thấy nó nhà hưởng rồi. Mà khi mình trồng trong cây trong vườn của mình, mà khi mà cái chậu của mình nó nhà hưởng lên á là mình biết là nó thiếu nước nè, thiếu đất nè, đủ thứ hết, khi nó cũng phải nặng vậy mới được chứ, nó phải đủ chứ, thành ra mình mới bỏ thêm compost vô, đất phân vô, rồi mình mới tưới nước đó. Đó, thì thẳng hôm nay sáng nay á mình quay nó luôn ha, chứ mọi lần thì mình cũng không quay nó nữa, vì mình nói nhiều quá rồi á, mình nói nhiều về chỗ này đó, mình thấy mình sợ làm người coi mất thời gian đó. Đây bây giờ nó ra trái nè, nhớ không, nhớ cái vụ mà mình nói là mình nặng cái mình đứng mình lấy cái trái tomato mà bị hư trong nhà đó, mình rải mình bóp nó ra hộp á, thì nó mọc cả chùm như này đó. Đây, nó ra trái kìa. Vậy cái này là những cái cherry tomato không đó, ở nhà thông thường thì trong nhà hay mua cái cherry loại tròn nhỏ là trái tròn tròn đó, cherry tomato về đó, mà thường thường là ăn không hết đâu, nhiều khi một hộp vậy đó trong siêu thị bán đó, ăn không hết đâu. Bây giờ nó đang ra bông nè, nhưng mình không phải là cái người chuyên nghiệp nha, mình trồng không phải là có xum xuê như người ta đâu ha, chỉ trồng chơi nhưng trồng kỹ gì đó thì nó thanh tốt vậy đó, là mình vui rồi, có bông có hoa rồi vậy là hơi đó. Còn cái phần còn lại á, nhiều khi có trái thì hái, còn không thì thôi, là tại vì con ốc sơ nó phá dữ lắm, nó lên buổi tối á, tối mình ra mình lấy cái hộp á, mình nhiều khi mình bắt cũng cả hộp vậy đó, mình bỏ vô mình ra thôi vậy đi ha. Đó bây giờ đó cà chua thì cũng đang ra hoa kết trái, củ hành thì cũng tiếp tục mọc lớn. Chờ cho cái lúc nó ra bông đi, rồi nó khi nào nó rụi tàn cái chậu này á thì bắt đầu mình mới bứng hết lên, rồi mình làm lại cái thùng đất mới nữa. Thì cứ mỗi lần mà cái chậu của mình mà nó lưng á, nó cạn á, tại nó ăn phân á, thì mình lại tiếp tục bỏ đồ vô ha, bởi vì làm vườn cũng bận lắm, với lại cũng phải lo chăm sóc chứ, giống như nó ăn phân dùm mau lắm, mình lo không hết luôn, không nổi luôn á, nó vậy đó. Những cái lá vàng này là chắc là hồi tối bị ốc sên bò lên đó, cho nên lá nó vàng que. Rồi bây giờ hết cái thùng này rồi, mình sẽ đi qua cái thùng bên đây để mình nói bên đây. Mình đã làm một cái video clip rồi, mình chưa có để lên, đó là về cái thùng mà mình làm giá đó, để mình sẽ post, mình sẽ bỏ cái video đó lên ha, thì sẽ thấy được là mình làm cái giá làm sao. Rồi khi mà mình hết đậu ở trong nhà rồi, đậu xanh á, mình không có được đi shop mua đó, thì mình có rải hộp đậu bắp nè, đen đen nè ha. Đó bây giờ đậu bắp của mình ra đầy hết trơn, nhưng vì mình đậu mình đậy cái nắp này nè, cho nên nó thiếu ánh nắng, cho nên nó vàng que hà. Bây giờ mình phải mở nắp ra, rồi mình cho nó có nắng, rồi mình tưới nó để nó xanh tốt, rồi mình sẽ chiết ra. Mỗi một chậu mình trồng chừng 2 cây thôi ha. Rồi sẽ tiếp kế tiếp nữa mình sẽ trồng qua tới đậu bắp. Rồi cái câu chuyện của mình là cái gì? Câu chuyện của mình là mấy bữa trước đó, mình lấy cái trái giống á, cái đậu bắp giống của mình á, mình bỏ vô đây nè. Mỗi lần á thì mình bỏ cái đậu bắp này á xuống đất luôn, bởi vì cũng cần phải có một cái thời gian để mà nó mọc mầm ra rồi nó mọc. Thì hôm đó mình vừa dọn dẹp vườn mà mình vừa làm công chuyện này luôn, cho nên mình quên cái lon này mình để đâu đó. Đúng là mình đã nói với người nhà của mình, khi mà người ta lớn tuổi, người ta già đó, cái thời gian của người ta cũng rất là bận. Là bận gì? Bận đi kiếm đồ, bỏ đồ rồi không biết bỏ đâu, rồi đi vòng vòng đi kiếm vậy đó. Cái lon này ha, mình đã bỏ ngay chỗ này nè, mình tại vì mình làm công chuyện chỗ này cho nên á mình để ở chỗ này. Rồi sáng hôm nay cũng là mấy ngày rồi đó, sáng hôm nay mình ra mình mới thấy, thì mình nói ôi trời ơi, mấy bữa rồi đi kiếm thì thấy nè, vô
À, ở trong nó mập mập luôn nè. Có phải là một cách rất là tự nhiên không? Thí dụ bao giờ mình mà cầm mấy cái hột bắp, đậu bắp này, mình cố tình mình gieo nó, có khi không lên luôn nha. Rồi bây giờ đó, bỏ quên nó ngoài giường thì bây giờ đã mọc mầm trắng trắng nè. Chờ cho mình rải xuống đất nữa là được. Vậy thì mình sẽ rải đâu ta? Ở đằng kia nó cũng có một mớ đậu à. Mình rải đâu ta? Không biết rải đâu. Thôi, cái video của mình cũng dài rồi ha, 10 phút rưỡi rồi. À, mình sẽ nói tới cái này xong nữa là mình kết thúc. Đây là một cái chậu, có chậu quá bự luôn. Mình trồng cái cây blueberry một thời gian rồi mà cây blueberry không phát triển. Cho nên mình đã thử bỏ nó xuống đất coi sao. Thì cái chậu này bắt đầu mình sẽ đổ hết tất cả đồ nhà bếp, cái gì cũng để hết trơn á. Rồi mình cắt cỏ mình cũng đổ vô. Rồi những cái cây bụi chuối mình đốn bữa hôm á, mình cũng bỏ vô. Bỏ vô hết tất cả. Thì khi một thời gian á, thì nó sẽ. Rồi bỏ đất nữa. Bỏ đất nữa. Đặc biệt cái đó rất là làm cho cái đất của mình nó màu phân hủy nha. Đó, đất như vậy nè. Chứ một mình rác không á, thì nó không không mau, nó chậm quá. Cái này nó cũng ra cái dưới cái dạng là sệt sệt chứ nó không phải là ra dạng phân nha. Phân để mình trồng cây á, phải tốt là phải có đất vô như vậy này nè. Đó, cái trùng bốc đại trùng dân luôn. Nhà này có chuyện trùng là vui nhất thôi ha. Xong cái này á là sẵn ở nhà mình có thôi. Ví dụ mình có đất thì mình bỏ đất, còn không có đất á thì mình mua. Cái này là mình mua nè, rồi mình đổ vô một cái thùng như vậy. Mỗi lần mình trồng cây á, mình chỉ rải một chút xíu à. Bởi vì cái này thì mình mua tốn tiền. Tốn tiền á, mình trồng nhiều quá mà đâu đâu có chịu nổi với đất phân. Nếu mà cái gì mình cũng mua hết thì mắc quá. Cho nên để hết đồ nhà bếp vô thì cũng bớt được một phần nào tiền mua phân. Và nó cũng giải quyết được cái chuyện nhà bếp dơ của mình. Hy vọng là vậy ha. Khi mình làm cái thùng như vậy đó, mình có thể trồng rau cải, trồng những cái loại cây ngắn ngày á, giống như vài tháng á, ớt, rau cải rồi thì rất là nhanh luôn, nó hấp thụ liền luôn. Và tại vì chỉ cần có cái lớp đất để giữ cái rễ ha, còn cái phần mà đồ của nhà bếp á thì nó hấp thụ rất là nhanh luôn. Đó là lý do tại sao cái chậu của mình nó sau một thời gian mình trồng á thì nó phân hủy á, nó phân hủy thì cái đất của mình nó sụp xuống. Và lúc đó cái rễ cây của mình nó sụp xuống cũng hơi khó cho mình lúc đó, tại vì nếu mà mình lắp đất vô á thì nó cao quá thì cái cây của mình bị chết. Cho nên vì vậy mà mình phải làm cho cái đất của mình rất là dung lên để trừ hao đó, trừ hao khi nó sụp xuống cái nó vừa đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ một lớp đất nè. Rồi á, khi mình sẽ chiết những cái cây đậu bắp bên kia đó, mình sẽ trồng qua bên đây. Đó. Cái đó là mình làm thôi nha, đừng có ai bắt lỗi phải tôi nha, tội nghiệp tôi lắm á. Đừng có chỉ dạy ai đâu ha. Nó chơi thôi. Tại vì trong vườn á thì cũng cũng mọc xanh tốt khá nhiều. Cho nên thấy cái cách của mình làm như vậy thì tạm thời nó cũng work, cũng ok, cũng được. Cho nên mình tiếp tục làm như vậy. Vấn đề là cái nhà của mình cần phải dọn cho thiệt sạch mới được. Chứ cái trồng là để chơi, để ngắm nhìn cho nó mát mắt thôi. Chỉ còn thu hoạch ăn á, thì mình phải chăm sóc kỹ nha. Mình phải ra chăm, ra coi, canh mấy cái con ốc sên rồi dữ lắm mới được. Tại nó buổi tối là nó ra hoành hành luôn mà. Từ đây mà dòm thấy dâu cho nên mới nói luôn. Thôi vậy thôi ha, video của mình khá dài rồi, bắt đầu mình sẽ dọn dẹp giường của mình ở đây. Bonus một cái bông thật đẹp, muốn quay quá, nhiều bông đẹp trong vườn đang nở quá trời à.